nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ số 6 dự án 6 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch năm 2022 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 vừa qua tại làng Lập Thắng xã Thạch Lập phòng văn hóa thông tin huyện phối hợp với trung tâm phát triển vùng Thanh Hóa đã tổ chức lớp tập huấn và hoàn thiện xây dựng mô hình hỗ trợ nghiên cứu phục hồi, bảo tồn ẩm thực dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc thuộc nhiệm vụ số 6 dự án 6 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch năm 2022 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ngọc Lặc giai đoạn 2021-2030 và giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2030 cho 70 hội viên tham gia lớp tập huấn nội dung của chương trình tập huấn là huy động được sự tham gia nhiệt tình của nhân dân góp phần nâng cao nhận thức về ẩm thực truyền thống của dân tộc mường kỹ thuật chế biến, bày trí các món ăn truyền thống của dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc, góp phần xây dựng và hoàn thiện môi trường bảo tồn ẩm thực truyền thống của dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc, từng bước làm tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho những người trực tiếp tham gia các hoạt động du lịch tại địa phương góp phần vào bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của người Mường huyện Ngọc Lặc để xây dựng đề án bảo tồn phát triển truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn cách bảo tồn phát huy giá trị ẩm thực truyền thống của dân tộc Mường huyện Ngọc Lặc, góp phần phát triển du lịch, đồng thời tiến hành khảo sát thống kê ẩm thực truyền thống dân tộc Mường làm cơ sở để thực hiện công tác bảo tồn ẩm thực truyền thống dân tộc trong giai đoạn hiện nay.